Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot for Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Tình yêu nửa đầu tháng 11 của bạn sẽ diễn biến như thế nào? Và đây là những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1. Tụ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi tình yêu nửa đầu tháng 11 của bạn nó sẽ diễn tiến như thế nào. Và đây là những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 Các bạn tụ 1 là những người uh, có khả năng rất là tích cực trong cuộc sống Hoặc là một người có khả năng là rất là chiếu sáng, rất là rực rỡ, vinh quang Và có khả năng có rất là nhiều người quan tâm đến các bạn Các bạn có khả năng là gây sự chú ý rất là nhiều trong đám đông Mặc dù có thể là bạn cũng rất là bình thường thôi Nhưng mà có thể cái năng lượng của bạn toát ra khiến cho nhiều người họ có một sự gọi là ngưỡng mộ hoặc là có sự gọi là quan sát ha hiện tại mình thấy dường như có một số bạn đang cảm thấy khá là bận rộn mỏi mệt kiệt sức hoặc là có thể là đang bị bệnh ừ. và ngoài ra hiện tại có thể một số bạn cũng rất là mong muốn là mình sẽ uh, có được những cái niềm vui hoặc là có thể bạn đang muốn bắt đầu một cái điều gì đó mới có thể là bắt đầu công việc mới ừ. hoặc là một cái tình yêu hoặc là có khả năng một số bạn sắp có những cái bạn bè hoặc là có những cái người uh, kết nối mới trong cái vòng tròn bạn bè của các bạn tuy nhiên thời điểm này thì mình thấy các bạn cũng nên có một sự hết sức thận trọng trong cái việc gọi là kết nối với người khác để tránh có những cái người không tốt với mình à, có những người gọi có một sự gọi là đeo mặt nạ đó cho nên là các bạn có sự vui vẻ có sự hồn nhiên vô tư trong sáng nhưng mà đừng có quá gọi là kiểu à, chủ quan ha, để tránh bị người khác lợi dụng đặc biệt những người bạn trẻ ở đây mình thấy là như vậy khi mà đi đến những cái buổi tiệc gì đó thì nên hết sức thận trọng để tránh bị người khác bỏ thuốc nha yeah. Rồi để mình xem coi tình yêu nửa đầu tháng 11 của bạn sẽ diễn tiến như thế nào Thời điểm này mình thấy có thể là có rất là nhiều bạn trong thời điểm này cần có một khoảng thời gian ngưng động, thời gian lùi lại hoặc là dành thời gian cho chính mình nhiều hơn. Có thể các bạn cũng sẽ có những cái sự kết nối tình cảm, tuy nhiên thì có khả năng là các bạn không nên kiểm soát cái câu chuyện tình cảm đó quá mức, hãy có sự cân bằng. Đừng để bản thân của mình trở nên ngậu là quá kiểm soát vấn đề hoặc kiểm soát đối phương. À, giai đoạn này dường như ai cũng cần có một cái sự lùi lại để tập trung vào bản thân và cuộc sống và sự nghiệp và sức khỏe và mọi thứ. Ừ, có những vấn đề riêng cần phải được giải quyết trong thời điểm này cho nên là các bạn mình thấy có tình yêu nhưng mà có thể là do bận rộn quá mức hoặc là do có quá nhiều những cái việc phải lo cho nên là đôi khi có thể là các bạn cũng nên cân bằng giữa cuộc sống tình cảm cũng như là công việc cuộc sống cá uh, nhân của mình nó sẽ tốt hơn như các bạn nha yeah. mình thấy có thể là các bạn sẽ có một cái sự gọi là trực giác khá là cao ha, để bạn có thể biết được mình nên làm gì trong cái giai đoạn này Một số bạn ở đây mình thấy có thể là trong thời điểm này nếu như bạn có một sự kiểm soát quá mức đối phương của mình ha, Bạn cảm thấy là không hài lòng với những gì mà họ mang đến cho các bạn Cảm thấy không đủ Thì có nguy cơ sẽ khiến cho mối quan hệ đó có vẻ nó sẽ có sự tan rã ừ. Cho nên cái câu chăm ngôn nhìn cho các bạn trong cái mối quan hệ vào giai đoạn nửa đầu tháng 11 này đó là có chữ gọi là tôn trọng cái quyền riêng tư của nhau và có sự gọi là đừng kiểm soát đối phương hãy kiểm soát cuộc đời của mình thì nó sẽ hay hơn và giúp cho cái câu chuyện tình cảm của bạn nó có sự cân bằng. Rồi để mình xem coi à, đối với những bạn mang năng lượng nữ xem tra bài thì đối tượng của bạn là ai và tình cảm họ đối xử với bạn như thế nào trong cái giai đoạn nửa đầu tháng 11 này. Thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trả bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. À, cái đối tượng của các bạn mang năng lượng nữ xem tra bài, mình thấy có thể là người này họ cũng là một người hay cầu nguyện Hoặc là họ cũng là một người có kiến thức sâu sắc Người này với bạn có thể là cũng khá là hiểu nhau hoặc là toàn là những người có cái sự gọi là thông thái thôi ừ, Có thể là những người đi cùng cái hướng đi hoặc là kiểu như có những cái sự tâm đầu ý hợp à, Những người hướng thiện hoặc có một cái sự gọi là giác ngộ rồi á Người này họ có khoảng cách với các bạn và họ có thể là một người rất là kiên nhẫn và kiên trì ừ. Người này cũng là một người họ quan tâm nhiều đến sức khỏe của bản thân mình Có khả năng cũng có khả năng giúp đỡ hoặc là chăm sóc cho người khác Đây là một người có thể họ mang nguồn năng lượng khá là trẻ trung Hoặc là họ là một người luôn có sự đón bắt học hỏi họ những cái mới Một số bạn thì có thể đây là cái người với bạn có sự quen biết nhau trên mạng xã hội Kết nối mạng là nhiều và nhắn tin qua lại với nhau nhờ nhiều hoặc là gọi điện cho nhau ừ người này có khả năng đặc trưng là có giọng nói khá là hay hoặc là giọng hát hay và có khả năng là có khả năng thuyết phục người khác ừ. và người này có thể là họ nhìn có vẻ đứng đắn hơn tuổi và ngoài ra có thể người này ít tóc ừ. Và yeah, ngoài ra thì có thể cái đối tượng này là một người họ làm những công việc gì đó mang tính chất liên quan đến kiến thức, liên quan đến thông tin, liên quan đến công nghệ chẳng hạn yeah. Họ rất là nhanh, rất là nhạy à. Đây dường như uh, những bạn nào mà đang yêu nhau, dường như các bạn đang ở trong một cái mối quan hệ gì đó mới mẻ, mới có khả năng mới yêu dạy gần đây thôi À Giai đoạn nửa đầu tháng 11 này thì mình thấy có thể là cái người này họ với bạn có vẻ cũng có một cái sự kết nối với nhau nói chuyện qua lại và cũng có sự nhắn tin qua lại gọi điện với nhau thường xuyên à, Tuy nhiên có thể hai người cũng bận bịu công việc nhưng mà cũng bị có sự sắp xếp công việc để có thể gọi là nói chuyện, tìm hiểu à, hoặc là có sự kết nối tình cảm và có thể cái người này trong mối quan hệ này họ rất là muốn bạn có một cái sự gọi là cởi mở hơn, tự do hơn, thoải mái hơn chứ đừng quá gọi là khắc khe, đừng quá khuôn khổ đừng quá nguyên tắc Đừng có quá nhiều luật lệ kiểu vậy Và cái người này có thể rằng là họ có một sự chứng tỏ cho bạn thấy Họ có một sự nghiêm túc Họ có sự thật lòng Họ có sự trung thủy với các bạn Và có thể họ cũng có sự phấn đấu rất nhiều cho tình yêu này Họ cũng khao khát cái tình yêu mà bạn mang đến cho họ Họ khao khát các bạn có sự ngọt ngào, nhẹ nhàng Và ân cần, chu đáo với họ Cái câu chuyện tình cảm này dường như mình thấy nó có khả năng là thì thuộc vào các bạn nữ có sự gọi là thêm nước vào mối quan hệ này hay không chứ mình thấy dường như cái câu chuyện tình cảm này cũng có một sự kết nối nhưng mà dường như nó hơi có sự kiểu um, hơi khô khan một chút có thể là các bạn nữ ở đây mình thấy các bạn muốn uh, hướng cái mối quan hệ này theo cái sự nghiêm túc cho nên là có khả năng là cũng sẽ không có thích quá nhiều những cái sự gọi là những lời tán tỉnh mà theo kiểu um, uh, quá thiên hướng về cái sự gọi là thân mật ân ái ha kiểu vậy. Những bạn nào yêu nhau thì nói chung là giai đoạn này là cái thời điểm mà các bạn sẽ xây dựng cái câu chuyện tình cảm này nó có một sự tiến lên một cái bước phát triển hơn. Thậm chí một số bạn sẽ làm mới câu chuyện tình yêu của hai người. Sẽ có một cái sự nhìn nhận rõ ràng hơn hoặc là có sự thỏa hiệp nói chuyện với nhau cách sâu sắc hơn, thực tế hơn hoặc có sự bàn luận với nhau nghiêm túc với nhau hơn những bạn nào mà độc thân thì giai đoạn này thì mình thấy cũng như vậy thôi nói chung người này cũng có sự tìm hiểu về bạn và họ cũng có sự khao khát được bạn trao tình yêu và cũng sẽ có sự cố gắng nhắn tin dồn dập ha tìm hiểu về các bạn nữ khá là nhiều còn giai đoạn này những bạn nào mà ngắt kết nối chia tay các bạn nữ ở đây thì mình thấy có thể là có đối tượng mới chứ mình không thấy có người cũ nha có người mới xuất hiện có thể có sự tìm hiểu về các bạn nói chuyện qua lại và cũng có sự quan sát quan tâm lẫn nhau về vấn đề sức khỏe cũng như là có sự gọi là um, chia sẻ câu chuyện niềm vui nỗi buồn với nhau kiểu vậy và có thể cái người này họ cũng muốn hướng tới cái sự nghiêm túc với các bạn nữ và có khả năng cái câu chuyện tình cảm này nó tiến triển hay không được hay không là do các bạn nữ quyết định đấy là như vậy À, và mình thấy một phần cái mối quan hệ này nó cũng khá là nghiêm túc bởi vì có thể hai người đều là những người nghiêm túc <laughs> những người cổ điển à, những người gọi là kiểu không có thích cái sự bao hoa hoặc là luôn có sự rõ ràng chính trực ngay thẳng và có trách nhiệm ừ. và cũng là một người muốn tìm được một cái người xứng đáng cho nên là đôi khi có thể là cũng sẽ có sự uh, nhìn nhận quan điểm của đối phương và biết cách gọi là thỏa hiệp sau đó để cho cái câu chuyện tình cảm này nó có sự gọi là vững chắc À, và đồng thời thì có thể là như mình nói Các bạn còn phải có cái nhìn rõ ràng Biết phân tích cụ thể vấn đề Để tránh có những cái sự hiểu lầm Bởi vì có một số cặp đôi yêu nhau Tìm hiểu nhau Đôi khi có thể là bạn và đối phương rất là bận rộn Cho nên đôi khi hai người không thể gọi là kiểu Dành cho nhau quá nhiều thời gian mà các bạn muốn Cho nên là đôi khi có một trong hai người Có một cái sự hiểu lầm đối phương Có ai đó khác ha, Có sự gọi là dính dáng người thứ ba Có thể là mình thấy ở đây là do công việc Do cuộc sống mỗi người còn phải có thời gian cho chính mình đó và sức khỏe nữa cho nên là bạn nào mà yêu nhau mà các bạn gặp cái vấn đề này mà các bạn không giải quyết được hoặc không có cái nhìn rõ ràng không biết phân tích vấn đề kỹ lưỡng các bạn có sự nhanh vội để có thể phán xét chỉ trích thì rất là dễ chia tay nha một số bạn chia tay là có thể đi luôn và có khả năng sẽ có sự kết nối với người mới ừ. rồi để mình xem qua đối với những bạn nam xem trả bài thì đối tượng của bạn nam xem trả bài là ai Ngày này có thể cuộc sống của họ cũng có nhiều cạnh tranh đấu đá, khá là mệt mỏi và có thể họ cũng hơi nóng tính một chút. Ừ. Đây là một người có thể cuộc sống của họ cũng đang trải qua một cái giai đoạn kết thúc, thay đổi gì đó, có thể cái người này à, họ cũng có nhiều thi cử hoặc là nhiều cái uh, cuộc thi, cuộc tranh đấu gì đó trong cái tháng uh, nửa đầu tháng 11 này. Và mình thấy người này là một người họ cũng rất là giỏi ăn nói, khôn khéo và có khả năng gọi là thuyết phục, khả năng lãnh đạo, à, khả năng thu hút người khác người này họ rất là thương ba của mình hoặc cái người này có thể là họ cũng rất là uh, muốn tìm được một cái người có khả năng uh, hướng đến tương lai trở thành chồng của mình chẳng hạn um, người này mình thấy họ là một người uh, mang năng lượng nữ nhưng mà thực sự bên trong họ là một người rất là nam tính uh, có thể mọi việc họ đều phải tự mình giải quyết uh, tự mình hành động và không thể nhờ cậy ai cả uh, ngoài ra có thể người này rất là nhanh nhẹn người này coi được rất là nhiều người theo đuổi nha yeah đây là một người họ có trực giác khá là cao ha, và họ là một người sống trung thực rõ ràng ừ, là một người có khả năng là nỗ lực trong công việc và cũng là một người tự chủ và cũng rất là ghét những cái sự gọi là mất thời gian với những người không phù hợp ừ. hoặc là ghét những cái sự dối trái những cái sự mánh mung những cái sự dối lừa người này có thể họ đã từng có nhiều người theo đuổi hoặc có sự kết thúc với những người đó bởi vì có thể họ không có tìm được cái tiếng nói chung hoặc là không có cảm nhận được cái sự an toàn và có thể là trong mối hệ họ thường hay kết thúc bởi những cái sự tranh cãi là nhiều ha và đôi khi những cái người đến với họ là chỉ muốn điều khiển họ thôi, theo cái ý muốn của những người đó, còn cái người này họ lại không thích cái sự điều khiển. Cho nên là khi mà họ đã vượt qua cái sức chịu đựng của người này, họ sẽ có một cái sự rời đi không hối tiếc. Ừ. Người này là một người có cái tôn nghiêm Ho có những sự gọi là quyết định một cách rất là dứt khoát. Ừ. ở đây mình thấy có thể là trong giai đoạn nửa đầu tháng 11 này có thể là cái người này những bạn nào yêu nhau thì nói chung là họ cũng có một sự uh, yêu thương các bạn ừ, họ cũng rất là muốn có nhiều thời gian hẹn hò với nhau cũng rất là hy vọng bạn sẽ chiến thắng thành công trong sự nghiệp để hai người có thể có nhiều thời gian dành cho nhau hơn ừ, và người này họ khao khát cái tình cảm cái sự gọi là thể hiện sự quan tâm của các bạn dành cho họ người này họ không có thích cái kiểu như là bạn có sự gọi là lạnh lùng hoặc là kiểu tập trung vào công việc quá mức và không có thời gian cho tình yêu người này họ muốn xây dựng tương lai họ muốn kết hôn họ muốn kết thúc cái giai đoạn độc thân để hai người có thể về chung một nhà à, có con có cái với nhau thì cái hướng của họ là như vậy và có thể người này họ nghĩ rằng cái câu chuyện tình yêu này nó có đến được hay không mới lại ở cái cách hành động ở cách cư xử của các bạn nữa Ừ. và nếu như bạn không có cho họ thấy được tương lai rõ ràng, không cho họ cái sự an toàn, hoặc không cho họ cái sự chân thành, không cho họ cái sự gọi là trân trọng, thì cái người này khi mà họ cảm thấy uh, quá lạc lòi trong mối quan hệ này, người này có sẽ có cái nguy cơ họ sẽ có sự kết thúc đó. cho nên cái tình yêu này là mình thấy người này họ cần tình yêu, cần tình cảm, cần sự ấm áp, cần sự lãng mạn, cần sự đầu tư của các bạn. và khi mà bạn đầu tư vào họ thì họ cũng sẽ có một cái sự gọi là kiểu Uh, yêu thương bạn thôi thể hiện lại tình cảm các bạn thôi cũng chăm sóc quan tâm như người trong gia đình vậy đó ừ. thầy học cũng có sự ngưỡng mộ nể phục hoặc là kiểu như là họ cũng sẽ cho bạn có thể là ở kèo trên uh, biết lắng nghe các bạn biết suy nghĩ với các bạn bạn nào mà gọi là uh, kết nối chia tay thì có thể lăn là cái người này họ với bạn đã kết thúc chia tay rồi nhưng mà đâu đó 20% vẫn còn muốn kết nối lại khi mà bạn có thể chiến thắng được cái to cái bản ngã của mình bạn có sự quay trở về bạn cho họ cái giá trị an toàn hoặc là bạn có sự gọi là rõ ràng cho họ cái sự gọi là uh, thỏa hiệp ha, và có sự biết thấu hiểu lẫn nhau thì có thể người này sẽ cho cơ hội để kết nối đó khoảng 20% phần trăm nha tùy thuộc vào các bạn thôi còn riêng với người này thì nói chung là cũng sẽ tập trung hơn vào cuộc sống và bản thân và gia đình của họ và kiếm tiền ừ. còn nếu như bạn không có động tĩnh gì đó thì hết thì có thể người này họ biết rằng bạn không có còn quan tâm hứng thú nữa hoặc bạn đã có người mới rồi thì họ sẽ có một sự rồi đi và ừ. tìm cho mình một cái người phù hợp hơn đó, như vậy một số bạn có thể là là bạn sẽ gặp một cái người nào đó mới quen cái nói tình cảm thì có thể là người này cũng đang tìm một cái tình yêu ngọt ngào chu đáo quan tâm họ và cũng tìm một cái người giống như bạn vậy đó và có thể khi gặp bạn họ cũng có những cái cảm giác rung động đặc biệt và có thể người này họ cảm thấy bạn cũng là một người có khả năng là tiềm năng để tiến đến cái giai đoạn lâu dài hoặc thậm chí là tiến đến cái giai đoạn yêu đương rồi kết hôn họ đang cần một cái người cho họ cái mối quan hệ nghiêm túc lâu dài vững chắc thì nói chung là họ chờ đợi, họ xem xét xem cái cách thể hiện tình cảm của bạn như thế nào Rồi tính tiếp ừ, Nếu bạn có sự an toàn, dưỡng chắc hoặc bạn chưa có gia đình Thì có thể là họ cảm thấy là cái mối hệ này cũng đáng để đầu tư à. Còn nếu như bạn không có đáp ứng được những cái mong đợi, mong cầu Hoặc là kiểu họ cảm thấy bạn có sự hơi lơ là, hơi lạnh nhạt Hoặc là có điều gì đó che giấu không cho họ cảm giác an toàn Thì cái người này cũng sẽ có sự kiểu như là lướt qua đời nhau thôi ừ. ở đây mình thấy có thể cái đối tượng này họ với bạn có sự khác biệt, ừ. nói chung là đối, đối tượng này họ không thể là đáp ứng đúng một những điều mà mong đợi được đâu, cho nên là đôi khi có thể là bạn được khuyến khích nhắc nhở là hãy có một sự uh, cởi mở, ừ. cởi mở tâm trí của mình để có thể gọi là xem có thể tiếp nhận được cái người này hay không hoặc là kết nối được hay không, có một số bạn có thể là có uh, gặp được cái người yêu kiếp trước tìm về hoặc thậm chí có một số bạn có khả năng là kết nối với người cũ Ừ. tuy nhiên mình thấy có thể là có rất là nhiều bạn trong giai đoạn này các bạn sẽ chọn người mới hơn là người cũ bởi vì có khả năng là những cái vấn đề cũ vẫn còn và vẫn chưa giải quyết được thì rất là khó để có thể kết nối lại cho nên là tùy theo cái quyết định của các bạn cho ừ. nên mình thấy cái năng lượng người mới rất là nhiều năng lượng người cũ có thể là cũng có um, nhưng mà ăn thua ở các bạn có giải quyết được cái vấn đề giữa hai người hay không còn không giải quyết được thì bạn có quyền lựa chọn người phù hợp hơn với mình À. À, ở đây có một số bạn có liên quan đến yếu tố gọi là kiểu cờ đỏ đó, cho nên là đôi khi trong mối quan hệ mà các bạn cảm thấy cái đối tượng của mình, đặc biệt những bạn mới quen một ai đó, cảm thấy đối tượng này họ có điều gì đó bất ổn, như là họ hơi bao hoa hoặc họ nói mà không có làm, hoặc là bạn cảm thấy hơi bị bất an với cái người này hoặc họ tìm hiểu nhiều người thì đó một cái dấu hiệu cờ đỏ hoặc là đôi khi họ đến với bạn chỉ vì ham muốn thể xác nên các bạn cần phải tìm hiểu xem cái mục tiêu, cái lý do, cái nguyên nhân, cái cái mục đích của cái người này là gì để tránh rồi là va vào một cái tình cảm kiểu như là không có sự rõ ràng thì mất thời gian của mình thời điểm này mình thấy có thể là cũng có một số bạn sẽ có sự gọi là kết thúc với những cái mối quan hệ nghiệp chướng của mình cho nên là đôi khi có thể là sẽ có những cái câu chuyện được phơi bài À, để bạn có thể dứt áo ra đi rồi đi hoàn toàn ừ, khi mà bạn chứng kiến những cái người không tốt hoặc là có những cái điều xấu hoặc là có những cái sự thật được lộ ra thì bạn có hãy có một cái sự quyết tâm rời đi Chứ đường vương vấn nha yeah. ở đây mình thấy có thể đối tượng này với bạn có sự khác nhau về đạo giáo về phong tục tập quán ha, hoặc là về ngôn ngữ về quốc tịch vân vân hoặc là có thể một người đi theo con đường tinh thần một người đi theo con đường à, vật chất và có thể mối quan hệ này cần có nhiều cái thứ gọi là kết nối gần gũi thể hiện tình cảm sự ân cần sự quan tâm sự chăm sóc sự chu đáo thì nó mới có thể tiến triển còn mối quan hệ mà nó có quá nhiều những sự lạnh lùng sự vô tâm hoặc là sự uh, lạnh nhạt không có sự gọi là thấu hiểu nhau chăm sóc nhau thì cái mối quan hệ này nó khó có thể gọi là đi lâu dài Cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó ha Bạch Dương Nhân Mã Sông Ngư Bảo Bình Kim Ngưu Thiên Bình chữ cái trong tên tên bạn của người đó N khiêu Q Y ngắn H F T E x z và b vỏ rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn hai xin chào các bạn tụ 2 bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi Tình yêu nửa đầu tháng 11 của bạn sẽ diễn biến như thế nào? Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người sống tình cảm, ngọt ngào, chân thành, biết quan tâm, ân cần, chu đáo với mọi người. À, có thể là bạn vừa mới trải qua một cái giai đoạn kết thúc một cái điều gì đó trong cuộc sống có thể là kết thúc tình yêu tình cảm hoặc là kết thúc công việc và mình thấy có thể là bạn cũng là một người đang có sự cố gắng thay đổi bản thân của mình à, và nâng cấp bản thân của mình nhiều hơn phát triển hơn trong cái cách ứng xử giao tiếp hoặc là có nhiều ý tưởng hơn cho công việc của mình các bạn là những người có khả năng lãnh đạo khá là tốt là những người có sự thấu cảm một số bạn ở đây thì mình thấy là bạn um, là một người có năng lượng tần số cao à, ở đây mình thấy có thể là bạn cũng là một người dạo gần đây có nhiều đêm mất ngủ trằn trọc có nhiều điều lo lắng bất an có thể là công việc của mình nó hơi chậm hoặc là có thể tình yêu nó cũng không đi đến đâu hoặc là có thể các bạn đã có những quá khứ đau buồn chia tay trong sự tiếc nuối um, hối hận bởi vì những cái lời nói sự phán xét sự chỉ trích chẳng hạn à. và các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe đến giấc ngủ của mình để tránh có những cái hành động hoặc là những có những cái lời nói không kiểm soát hoặc không có những cái quyết định rõ ràng tốt cho chính mình như vậy uống nước nhiều kết nối với thiên nhiên ha. và đồng thời được cố gắng gọi là phát triển bản thân suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực nhất có thể và tập trung vào niềm hạnh phúc và niềm vui hơn là những cái nỗi buồn những cái khó chịu Để mình xem coi tình yêu à, nửa đầu tháng 11 của bạn sẽ diễn tiến như thế nào giai đoạn nửa đầu tháng 11 này những cặp đôi mà gọi là đang yêu nhau thì có thể là trong thời điểm này các bạn nên chú trọng hơn trong cái cách ứng xử giao tiếp lời ăn tiếng nói hoặc cái cách đối đãi với nhau bởi vì có nguồn năng lượng của sự chia tay khá là cao và nếu như các bạn có thể xây sở được các bạn có thể kiểm soát được vấn đề các bạn có thể làm cái sự đặt mình vào vị trí đối phương thì có thể hiểu và có thể giải quyết vấn đề thì có thể câu chuyện này nó có sự bình ổn đặc biệt là các bạn nam là cái người sẽ còn phải có sự tinh tế và quan sát đối phương cũng như là hiểu cái lời nói của họ để tránh có những cái sự um, chia tay ngắt kết nối bởi vì những sự hiểu lầm hoặc là những cái lời nói um, vô tri giai đoạn này đôi khi những cái sự chọc ghẹo của các bạn khiến cho đối phương tổn thương và đôi khi họ sẽ có những cái sự gọi là muốn muốn cắt đứt mối quan hệ đó cho nên là những bạn nào yêu nhau đặc biệt các bạn nam nên cẩn trọng trong là ăn tiếng nói ngôn từ của mình hoặc các bạn nữ cũng vậy trước khi mình nói mình đưa ra bất kỳ những cái uh, sự gọi là quyết định nào hoặc là những cái sự nhận xét nào thì cũng nên tìm hiểu kỹ lưỡng cái um, câu chuyện. Nào. ở đây mình thấy có thể là có đối tượng xuất hiện với, với những bạn độc thân hoặc là những bạn mà ngắt kết nối chia tay trong thời điểm này có thể là cũng đừng có vội vàng. có đối tượng xuất hiện nhưng mà các bạn cũng đừng vội vàng kiểu như là các bạn chưa sẵn sàng thì đừng, thì đừng yêu, đừng tìm hiểu ai hết. khi mà bạn đã sẵn sàng và đã có khả năng là chủ lành vết thương của mình và quên được người cũ và cũng như là giải tỏa được những cái áp lực Cũng như là những cái điểm yếu của mình trong tình yêu thì hãy yêu Còn các bạn vẫn nhớ người cũ, các bạn vẫn có vấn đề cũ và chưa giải quyết được Thì bạn yêu ai cũng sẽ rơi vào cái vòng lặp đó Và sẽ không có thể nào, năng nào có thể có được hạnh phúc Và trong câu chuyện tình cảm nửa đầu tháng 11 này Có thể sẽ có những cái bí mật, sẽ có những cái sự rõ ràng Để bạn có thể nhận thức được tình hình tình yêu của mình nó như thế nào để bạn có thể quyết định ở trong mối quan hệ đó hay là có sự gọi là rời đi yeah. Rồi để mình xem qua đó với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì uh, cái người kết uh, nối tình yêu với bạn trong nửa đầu tháng 11 họ là ai rồi uh, họ sẽ đối xử với bạn như thế nào. Thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. Đối tượng các bạn nữ xem cho em bài mình thấy có thể đây là một người họ rất là nhanh nhẹn, thông minh và có thể đây là một người có khả năng làm ra tài chính rất là tốt. nha người này có thể họ sống cũng khá là tình cảm đó. Và ngoài ra đây là một người có thể họ rất là yêu trẻ con, trẻ thơ hoặc họ có nét gì đó khá là hồn nhiên. Hoặc cái người này có thể là họ cũng có một số trường hợp có thể là cha đơn thân chẳng hạn. Người này mình thấy có thể là họ có sự gắn kết với họ hàng rất là mật thiết. Ừ. và đây là một người có thể là họ cũng hay dành thời gian để ngủ nghỉ trong cuộc sống của họ có thể là do công việc công việc của người này có thể đòi hỏi cái sự gọi là liên quan đến trí não khá là nhiều có thể là liên quan đến công nghệ thông tin liên quan đến uh, kỹ thuật hoặc là liên quan đến uh, phần mềm vân vân ừ. người này là một người có học thức cao ha có kiến thức sâu rộng và có thể họ cũng là một người có tinh thần hướng về đạo giáo uh, một người sống cũng khá là tốt đẹp và ngoài ra thì có thể cái người này có khả năng học cũng rất là giỏi Người này có khả năng là họ khi mà kết nối với bạn Họ cảm thấy giống như là tìm được một cái người tri kỷ vậy đó Cảm thấy rất là gần gũi và thân thuộc Và có thể bạn luôn ở trong tâm trí của họ yeah. Ở đây mình thấy có một số bạn có bạn chọn luôn tụ 1 với tụ 2 Thì cái người này trong giai đoạn nửa đầu tháng 11 Thì mình thấy có thể một số bạn, những bạn yêu nhau Thì có thể cái người này họ sẽ có một cái sự lên kế hoạch để có thể đến với các bạn Đi du lịch gặp gỡ nhau Hoặc là có thể cái người này họ sẽ đối xử với bạn giống như là một người chồng <laughs> Có một có một cái sự thể hiện cho bạn thấy rằng họ có một sự gọi là an toàn, sự dưỡng chắc Sự nghiêm túc với các bạn Có thể nói về câu chuyện tương lai giữa hai người nữa và cái người này họ dành tình cảm cho bạn rất là nhiều họ cảm thấy giống như là gặp được một cái người mà họ cho họ cái cảm giác trung thành trung thủy tận tị họ cảm thấy um, hạnh phúc và có thể họ cũng sẽ có sự đáp ứng những điều gì đó mà khiến như bạn cảm thấy vui cảm thấy trọn vẹn à, và họ cũng hy vọng bạn có sự nghiêm túc thật sự với họ có sự trung thủy thật lòng với họ và họ cũng thể hiện cái sự nghiêm túc sự thật lòng sự trung thủy với các bạn những cái bạn yêu nhau ừ. và cái người này họ đánh giá bạn là người rất là lý trí là một người rất là thông minh và nhạy bén cũng là một người có thể cũng hơi kỹ tính à, và có sự gọi là nguyên tắc kỹ cương trật tự cho nên cái người này họ sẽ uh, tương uh, có sự gọi kiểu như là rất là um, quan tâm theo kiểu nghiêm túc với các bạn chứ họ không có dám gọi là kiểu vồ vọc hoặc là sợi lưỡi theo kiểu gọi là không trân trọng các bạn người này sẽ rất là trân trọng ừ. những bạn yêu nhau thì như vậy hoặc những bạn nào độc thân thì cũng sẽ gặp được một cái người đó xử với bạn như vậy nha yeah. có thể hai người quen nhau qua môi trường bạn bè hoặc là ở một cái cộng đồng nào đó hoặc thậm chí một số bạn có thể được làm mai chẳng hạn ừ. người này nói chung là tỏ cho bạn thấy được cái sự gọi là nghiêm túc và sự gọi là kiểu có đầu tư thời gian với các bạn ừ. có thể hai người gặp nhau qua một chuyến đi hoặc có sự gọi là hẹn gặp nhau à, trong thời gian tới sẽ cùng đi du lịch với nhau chẳng hạn bạn nào mà ngắt kết nối chia tay Mình thấy cái thời điểm này có khả năng Một số bạn có sự kết nối với người cũ nha Có khoảng 60% thôi Có thể người này họ muốn làm hòa Họ muốn nhắn tin, họ muốn kết nối lại Và họ cũng xem coi bạn thế nào Cái thái độ của bạn ra sao Bạn có muốn hay không à, Và có thể năng là câu chuyện tình yêu này Nó có tiến đến được hay không Kết nối lại được hay không Là do các bạn nữ quyết định đó Người này họ để cho bạn quyết định à, Bởi vì có thể là à, Luật lệ nguyên tắc là do các bạn nắm Cho nên là người này có thể họ cũng có cái sự gọi là cái tốn tính là tự tôm ha cũng có cái tôi đó nhưng mà có thể bởi vì họ cảm thấy không ai có thể qua mà qua ba không ai có thể hơn bạn được kiểu vậy bạn là cái người duy nhất khiến cho cái người này họ cảm thấy um, tốt đẹp hoặc là cảm thấy có sự gọi là đủ đầy á cho nên là có thể năng là họ muốn có một sự thỏa hiệp nói chuyện làm rõ để xem có ý bạn như thế nào nha yeah. rồi um, thì mình thấy là như vậy nhưng mà giai đoạn này những cặp đôi nào mà yêu nhau thì nói chung là cũng sẽ có những lúc các bạn như mình nói lúc đầu là phải có sự kỹ lưỡng hơn trong lời ăn tiếng nói cách cư xử với nhau à, cẩn thận hơn trong ngôn từ hoặc là có những cái sự rõ ràng với nhau để tránh có những sự hiểu lầm rồi rất là dễ chia tay đó ừ, rồi chia tay có sự quay lại kiểu vậy Rồi để mình xem đối với những bạn nam xem trả bài thì cái người kết nối với bạn trong giai đoạn nửa đầu tháng 11 là ai? Cái người này là một người họ sống tân chân tình nhẹ nhàng và họ là một người cũng khá là nghi thơ hồn nhiên trong sáng thuần khiết người này có thể họ trẻ hơn các bạn hoặc đây là một người có khả năng là đã từng có những cái tổn thương à, người này có thể họ có những cái vấn đề về sức khỏe ừ, hoặc là tiền bạc của họ công việc của họ có thể là nó hơi bấp bênh hoặc là họ đang có được cái tìm đi kiếm được cái công việc mới sau khoảng thời gian gọi là mất việc chẳng hạn à, đối tượng này thì họ là một người rất là sợ nghèo ha cho nên luôn cố gắng nỗ lực chăm chỉ trong cuộc sống của mình rất là kiên nhẫn và bền bỉ và đây là một người có khả năng đưa ra những quyết định hoặc là một người có khả năng quyết định cuộc sống của mình là một người cực kỳ sáng tạo và cũng là một người cực kỳ nhạy bén ừ. họ là một người kiểu luôn hướng về cái sự tích cực và lạc quan người này là một người kiểu À, rất là được nhiều người ngưỡng mộ, nể phục họ ừ. Và họ có khả năng dùng luật hấp dẫn rất là tốt, rất là thành công Đây là một người có thể là tấm gương sáng Hoặc là một người kiểu uh, um, Có thể khả năng gọi là thu hút sự chú ý của người khác Và ừ. yeah, ở đây người này rất là cô đơn nha ừ. Có thể họ hay thích làm việc một mình Hoặc là họ kiểu như là thích lủi thủi một mình tập trung vào công việc cuộc sống của bản thân cũng không có thích tiếp xúc với nhiều người họ có sự xây hàng rào và không có thích tiếp cận người khác ừ. nói chung là như vậy họ thích tận hưởng cái không gian riêng cho chính mình ừ. Đây, những bạn nào yêu nhau có thể là cái người này họ cũng yêu các bạn đó nhưng mà họ có sự gọi là không có quá lụy mà họ sẽ tập trung vào công việc sự nghiệp trước họ cũng muốn cái mối quan hệ này sẽ có sự tiến đến đi xa hơn ha có sự đông hoa kết trái người này có khả năng là họ cũng sẽ cho bạn không gian thời gian để bạn chăm sóc bản thân công việc của mình cũng như là nghỉ ngơi thư giãn họ có sự gọi là kiểu đơn, cân bằng trong mối quan hệ này có sự tiết chế chừng mực trong câu chuyện tình cảm này có thể họ sẽ không có quá kiểm soát các bạn à và ngoài ra họ cũng sự ngưỡng mộ và trân trọng các bạn ở đây người này có thể giai đoạn này họ bị bệnh hoặc họ có vấn đề gì đó cho nên họ cũng sẽ có sự quan tâm nhiều hơn đến bản thân đến công việc đến sức khỏe để cho mọi thứ nó trọn vẹn rồi họ mới có thể yêu đương được nói chung là họ nghĩ bạn sẽ là cái đối phương mà họ thực sự yêu và khao khát người này cũng có những cảm xúc tình yêu tình cảm với các bạn tuy nhiên thì cái người này họ hơi có một sự kỹ lưỡng họ sẽ quan sát cái cách bạn hành động cái cách bạn đối xử cái cách bạn yêu thương như thế nào thì họ sẽ đối xử là như vậy ừ. và cái người này họ thường có một cái sự kiểu những bạn yêu nhau thì có khả năng họ đòi hỏi ở bạn một cái sự nghiêm túc một cái sự gọi là chung thủy sự thật lòng thật dạ và có sự gọi là nó được làm được ừ. một sự rõ ràng yeah. và bạn có vấn đề về sức khỏe thì họ cũng sẽ có sự gọi là kiểu quan tâm đến các bạn ở đây có sự quan tâm lẫn nhau người này họ muốn có được có sự quan tâm lẫn nhau kết nối với nhau gắn kết với nhau ừ. à, cái mối quan hệ này người này thấy bạn có vẻ hơi chậm á à, bạn cũng có sự chủ động nhưng thấy bạn có vẻ hơi chậm cho nên người này họ cũng muốn bạn có một cái sự kiểu à, biết thể hiện tình cảm và đồng thời biết quan tâm nhiều hơn hoặc là đôi khi có thể nhắn tin qua lại nhắn tin nhanh hơn chứ đừng có sự gọi là chậm trả lời quá ha, kiểu vậy những bạn nào mà gọi là kết nối chia tay thì giai đoạn này người này đang trong quá trình chữa lành và họ đang tập trung vào cái việc gọi là phát triển cuộc sống cơ, tiền bạc của mình và họ cũng có rất là nhiều người theo đuổi ừ, có có thể là những bạn kết nối chia tay người này họ có khả năng là cũng còn nghĩ về các bạn có thể người này cũng có rất là nhiều người theo đuổi nhưng mà có thể là trong cái cảm xúc họ vẫn còn nghĩ đến các bạn và nếu như bạn có những hành động thiết thực hoặc là kết nối lại và cho họ cái cảm giác là bạn có sự gọi là rõ ràng, uh, nghiêm túc, chung thủy, an toàn thì có thể cho nhau cơ hội nữa. Khoảng 60%, còn 40% còn lại thì dường như có một số người đã có người yêu khác rồi. Uhm. những bạn độc thân thì nói chung là cái người này họ cũng còn người yêu đó nhưng mà còn một cái người yêu mà cho họ cái thái độ nghiêm túc rõ ràng kỹ lưỡng và có sự xây dựng lâu bền lâu dài chứ không phải là mới vô vồ vập đòi hỏi đòi gần gũi hoặc đòi thân mật là cái người này họ sẽ à, sẽ có một sự gọi là kết thúc những cái mối quan hệ mà kiểu những cái người mà luôn có sự đòi hỏi ở họ họ thích được tự do ha. cho nên là mình thấy có thể là họ cũng sẽ lúc đầu họ sẽ không có thể hiện tình cảm mà họ sẽ cần có một cái sự kết nói gắn kết lâu bền và để xem coi thái độ cái cách ứng xử của bạn như thế nào rồi họ mới có thể yêu được ừ. người này là kiểu mưa dầm thấm lâu ha chứ không thể nào gọi là tấn công dồn dập ở đây mình thấy có thể một số bạn các bạn được nhắc nhở là hãy có sự lý do s ha kiểu như buông bỏ con người cũ của mình những cái nỗi đau nỗi khổ hoặc là những cái gì đó gọi là vòng lặp cũ thì bạn mới có thể có được một cái tình yêu tốt đẹp được hoặc có khả năng một số bạn là à, có người cũ tìm về và có một số bạn kiểu như là các bạn cảm thấy không phù hợp hoặc có những cái vấn đề các bạn không giải quyết được một số bạn sẽ từ bỏ người cũ làm sạch năng lượng của các bạn Một số bạn ở đây có thể có sự đeo mặt nạ gì đó với nhau hoặc có sự gọi tình trong như đã mặt ngoài còn e Um, hoặc là có khả năng là các bạn nào đó mới quen mới yêu thì nên tìm hiểu kỹ để tránh có những người họ có sự gọi là um, làm theo ý của bạn ha họ kìm hãm chính mình để có thể thỏa mãn các bạn về cảm xúc nhưng mà có khả năng là họ không thích như vậy kiểu vậy cho nên là hãy thể hiện chính mình ha. đừng có sự gọi là um, bắt bản thân mình phải phù hợp với đối phương trong khi mình không phải là người như vậy cái sự thật lòng, cái sự rõ ràng nó sẽ an toàn cũng như nó sẽ tốt hơn là cái việc ngồi giả vờ Giả vờ mất thời gian mà cũng không đi đến đâu Không thể giả vờ được mãi Hai bạn có rất là nhiều những cảm xúc đam mê, có sự kết nối tình cảm và có sự gọi là um, hòa nhịp, hòa điệu trái tim với nhau Và wow, một số bạn có thể là sẽ tiến đến giai đoạn đính hôn, đến ước ha hoặc là có thể có khả năng cái mối hệ này cũng khá là an toàn chứ các bạn có thể mở lòng đón nhận tình yêu ừ. hoặc là cả hai người đều muốn kết nối tiến đến giai đoạn hôn nhân à, tuy nhiên thì trong quá trình tìm hiểu Còn phải tìm hiểu kỹ để tránh có những cái sự lấy câu chuyện hôn nhân ra để làm cái tiền đề để có thể gọi là dễ dàng thâm nhập về tình yêu hoặc là về sự gọi là gần gũi thân mật hơn thì các bạn cũng nên thận trọng để có những cái người họ sẽ dùng cái sự muốn kết hôn rồi họ lừa dối mình Ừ. Tại vì các bạn có cái lá liên quan đến đeo mặt nạ đó Cho nên là cẩn tắc thì vô ái nái thôi Cung hoàng đạo nói bật cho các bạn Thế là của bạn của người đó Bảo Bình Bò cạp Sông tử Sư tử Bạch Dương, Nhân Mã Chữ cái trong tên Chữ dò hoặc đờ chữ Q, chữ S, chữ U, chữ Y dài, chữ K, chữ G, chữ Z, chữ J, chữ L và chữ V. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi tình yêu nữa đầu tháng 11 của bạn sẽ diễn ra như thế nào. Và đây những ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người có khả năng làm ra tài chính rất là tốt, hiện tại đang rất là chăm chỉ miệt mài với công việc của mình có thể các bạn là các bạn sắp có những cái chiến thắng thành công gì đó được mang đến các bạn bởi vì các bạn là những người đã có một cái sự biết rõ ràng những gì mình thật sự muốn thật sự cần và biết bắt cách để có thể hành động ừ, là những người có một cái sự gọi là sòng phẳng thẳng thắn ha hiện tại có thể bạn đang trau dồi và phát triển khả năng kỹ năng và có sự gọi là chú ý hơn tập trung hơn vào công việc ừ, đối với bạn bây giờ có thể là điều mà quan trọng nhất với bạn đó là công việc sự nghiệp tiền bạc và gia đình đây là ba bạn hoặc là mẹ bạn rất là quan tâm đến các bạn trong thời điểm này một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn là một người có khả năng tạo dựng cơ đồ ha à, một người có thể gọi là tự mình gây dựng lên tất cả và bằng chính sức lực của mình thì có thể là bạn sẽ tạo nên một cái nền um, tảng rất là vững chắc à, có thể một số bạn là cha hoặc mẹ đơn thân hoặc là một số bạn vào gần đây có thể là bạn cũng có rất là nhiều những cái trách nhiệm trong công việc cho nên là đôi khi có thể một số bạn cũng không có lưu luyến hoặc là không có sự gọi là quan tâm nhiều đến tình yêu Một số bạn ở đây thì mình thấy có khả năng là các bạn sắp có tin tức vui về vấn đề thăng quan tiến chức à. Và bạn cũng không có thời gian cho những mối quan hệ ngắn hạn Cho nên các bạn nếu mà có tìm tình yêu thì các bạn cũng tìm một cái mối quan hệ gì đó là mang tính chất dài hạn nghiêm túc hoặc thậm chí là tiến đến hôn nhân Rồi để mình xem coi tình yêu nửa đầu tháng 11 của bạn sẽ diễn tiến như thế nào Giai đoạn này mình thấy có thể là các bạn nên quan tâm nhiều hơn đến gia đình cũng như bản thân của mình. Tập trung vào tình yêu thương thì có khả năng các bạn cũng sẽ thu hút được tình yêu đến với mình nha. Yeah. Đây là thời điểm mà các bạn sẽ có sự buông bỏ những cái khối cũ kỹ và tập trung vào yêu thương chính mình nhiều hơn. Thì bạn mới có thể kết thúc được những cái mối quan hệ không có phù hợp. Từ đó bạn mới có thể tìm được một cái mối quan hệ nào đó có thể đi lâu dài. Và trước khi yêu bất kỳ ai hãy yêu thương chính mình trước. Ừ Thời điểm này những cặp đôi mà yêu nhau thì uh, cẩn thận ha để tránh có những cái sự mâu thuẫn bất đồng quan điểm hoặc có những cái lời nói gây tổn thương nhau thì rất là dễ có một cái sự tách biệt và ngắt cái chia tay hoàn toàn ngắt cái nối hoàn toàn luôn đó Thời điểm này mình thấy cái khả năng là đây là cái thời điểm mà các bạn nam nên có những cái sự quan tâm ân cần chu đáo hơn với người yêu ngọt ngào và tránh có những cái sự gọi là uh, hiểu lầm kiểm soát Đặc biệt các bạn nữ cũng vậy, hãy có một sự kiểu biết nhìn nhận mọi thứ một cách rõ ràng, chi tiết, thận trọng trong lời ăn tiếng nói cách suy nghĩ của mình để giữ vững cái tình yêu của các bạn. Có khoảng 30% ở đây có khả năng một số trường hợp sẽ có sự chia tay, chia tay những cái người mà không phù hợp nữa bởi vì các bạn đang bước vào một cái giai đoạn chu kỳ mới trong cuộc sống và có thể những người không phù hợp họ sẽ bị loại bỏ. Các bạn bắt đầu bước vào cái không gian mới để gặp những cái người xứng đáng phù hợp hơn với các bạn nha sẽ có những cái sự thật rõ ràng được tiết lộ hoặc là có khả năng là um, các bạn sẽ có thể nhìn thấy được cái vấn đề trong tình yêu và có khả năng là cũng có những cái sự cố gắng giải quyết có nhiều bạn có thể là không còn đi chung được cho nên không giải quyết được cho um, nên các bạn cũng được khuyến khích xua theo dòng nếu có những cái vấn đề gì đó nó diễn ra với mình một số bạn mà ngắt kết nối chia tay giai đoạn này là thời điểm để các bạn có thể gọi là nhìn nhận nhìn lần lại giá trị của mình tập trung vào bản thân và thay đổi và kết thúc cái giai đoạn vòng lặp của bản thân mình ừ. nhìn nhận ra những cái yếu yếu điểm của mình trong cái mối quan hệ đó là gì và thay đổi để tốt hơn và khi các bạn đã thay đổi um, tốt hơn thì bạn đã sẵn sàng để chào đón tình yêu mới đến với bạn giai đoạn này có tình yêu đến và các bạn có rất là nhiều lựa chọn và nếu như các bạn lựa chọn sai thì có thể là bạn sẽ mất thời gian Ừ. Cho nên là hãy có sự dành thời gian để tìm hiểu Chứ đừng có vội vàng bước vào yêu đương Một cách vội, chấp nhoán thì rất là dễ đến và dễ đi nha yeah. Rồi để mình xem các người sẽ kết nối với các bạn mang năng lượng nữ Xem trả bài trong cái tháng nửa đầu tháng 11 này là ai Thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng Với đối tượng các bạn mang năng lượng nam xem trả bài Các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha Đây mình thấy có thể người này cũng hay trằn trọc đêm khuya khó ngủ Hoặc là người này cũng có những cái nỗi buồn, những cái nói ảm ánh cũ trong quá khứ Người này họ khá là cô đơn trong cuộc sống ha Hoặc họ là một người sống nội tâm, đôi khi họ có nỗi buồn họ không có nói ra ừ. Có thể người này ở một cái nơi nào đó khá là đẹp, hoặc có nhà, có cửa à, Và ngoài ra người này có thể cũng giỏi kiếm tiền Có khả năng làm ra tài chính khá là tốt Và dường như trong cuộc sống người này dường như là họ à, thường hay làm việc nhiều cho nên đôi khi họ rất là mệt mỏi thậm chí làm việc đêm khuya cho nên là cái người này thường hay hơn họ ngủ rất là nhiều đó ừ, họ cần thời gian để nghỉ ngơi ha để chăm sóc cho chính mình chăm sóc cho giấc ngủ của mình để tránh những cái vấn đề liên quan đến bệnh tật tim mạch trí não rồi đó cho nên những bạn nào mà đang yêu một người mà như thế này thì ừ phải có sự kỹ lưỡng đã biết đặt mình vào vị trí đối phương hoặc là tìm hiểu rõ cái câu chuyện để tránh có những cái sự hiểu lầm đáng tiếc xảy ra nha như mình nói trong giai đoạn này những bạn nào mà cặp đôi nào mà yêu nhau thì rất là dễ chia tay nếu như mà không có sự gọi là tìm hiểu kỹ vấn đề bởi trong giai đoạn này người này họ cũng thể hiện tình yêu các bạn đó nhưng mà đôi khi họ có nhiều cái sự gọi là mệt mỏi kiệt sức trong cuộc sống của họ trong công việc của họ cho nên đôi khi họ im lặng hoặc họ có khả năng là kiểu như là không muốn kết nối hoặc là bị bệnh hay gì đó cho nên là giai đoạn này đôi khi bạn họ bạn không có được cái sự quan tâm mà bạn mong muốn thì cái người này họ cũng bất lực luôn và rất là dễ có những cặp đôi bạn nữ có sự quyết định chia tay rồi đi bởi vì không có cảm nhận không có nhận được cái cái sự quan tâm mà mình cần ha thế một số bạn là như vậy và nếu như bạn có một sự không biết suy nghĩ cho họ thì có khả năng họ cũng sẽ dùng lên đấu tranh và họ cũng cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức đuối sức đuối lý với các bạn thì người này họ cũng sẽ chọn phương thức rời đi hoàn toàn ừ. hoặc là bạn rời đi họ cũng có sự im lặng luôn mặc à, dù có thể họ có yêu đó nhưng mà khi mà họ cảm thấy là bản thân mình chạy đuổi và không có sức lực nữa thì thôi họ để cho bạn rời đi ừ nên là thời điểm này như mình nói hãy cho nhau không gian riêng và hãy tìm hiểu ra xem đối phương của mình bận rộn như thế nào cuộc sống họ ra sao để mình có thể có cách để mình có thể giữ vững cái tình yêu này và không có những cái sự nghi kỵ lẫn nhau một số bạn mà gọi là độc thân thì có thể là lúc đầu hai bạn bạn có khả năng là tìm hiểu về nhau lúc đầu cũng khá là vui nhưng mà sau đó có thể là cái người này họ im lặng hoặc là kiểu như là họ bận bị quá và có thể bạn cảm thấy ở ừ, cái người này không có phù hợp với mình hoặc không có cho mình cảm giác uh, kiểu như là lúc đầu thì dồi dập nhưng mà sau đó thì lại có sự lạnh tanh không có sự theo đuổi cho nên mình thấy có rất là nhiều bạn có tình yêu lúc ban đầu nhưng mà sau đó lại có sự gọi là rời đi bởi vì cảm thấy không có um, cảm giác an toàn Cho nên thời điểm này nên tập trung vào bản thân và công việc sự nghiệp của mình là chắc chắn nhất ừ. Và có cái nói tình yêu từ từ chứ đừng có vội vàng để mình tìm hiểu xem cái đối tượng này có đúng như mình mong đợi hay không để tránh tổn thương trái tim nha yeah. Bạn nào mà ngắt cái nói chia tay thời điểm này mình thấy có thể làm người này còn yêu nhưng mà họ sẽ im lặng bởi vì bạn có sự chọn rời đi rồi và họ cũng bất lực trong mối quan hệ này có thể hai người cũng cạnh tranh khá là nhiều cũng có sự mâu thuẫn khá là nhiều và họ không có thể gọi là thay đổi được bạn nha và họ cũng là một người dùng lên để đấu tranh cho cái quyền lợi của mình người này có thể năng là dùng chiến tranh lạnh để có sự giải quyết cái câu chuyện cho nên là mình thấy có thể là những bạn đang có cách nói chia tay sẽ kết thúc hoàn toàn thậm chí một số bạn còn quen một ai đó mới nhưng mà bạn còn vấn đề cũ cho nên bạn gặp ai mà cũng không có cảm thấy hài lòng cũng giống như người cũ thôi cũng có một cái sự kiểu như không cho mình cảm giác được mình mong muốn cảm giác gần gũi cảm giác yêu thương cảm giác quan tâm như bao người à, phụ nữ khác họ có được từ người yêu của họ nên là mình thấy khi mà bạn chưa giải quyết được vấn đề phụ thuộc cảm xúc của mình à, bạn không có sự đủ đầy tình yêu bên trong à, bạn không có một sự gọi là kiểu um, nhìn nhìn thấu được cái điểm yếu của mình trong tình yêu thì bạn yêu ai cũng không có thành hết ai cũng không có cả cho bạn cái cảm giác gọi là, là an toàn cảm giác gọi là, là bạn mong muốn cho nên là cái việc yêu thương bản thân trước trước khi yêu bất kỳ ai là điều hết sức quan trọng mình thấy là như vậy rồi để mình xem coi đối với những bạn uh, nam xem cho bài thì uh, đối tượng của bạn là ai Người này là một người biết nhìn xa trong rộng, biết tính toán ha, biết suy nghĩ cho tương lai là một người có thể năng là cũng hơi nóng tính hoặc là đôi khi cũng có nhiều cái tranh đấu, mâu thuẫn, cạnh tranh gì đó trong sự nghiệp của họ. Đây là một người có nhiều sự lựa chọn ha và cũng là một người có nhiều ý tưởng sự sáng tạo trong công việc. Người này mình thấy có thể là họ kiếm tiền khá là tốt đó. hoặc đây là một người họ biết chăm sóc, quan tâm đến người khác cũng như biết chăm sóc quan tâm đến chính mình, đặc biệt họ có sự chú ý quan tâm gì đến sức khỏe. Ừ. người này mặc dù có thể là họ nữ nhưng mà họ là một người giống như là Nam Nhi vậy đó kiểu là họ luôn vùi mình trong công việc luôn cố gắng kiếm tiền làm sao để cuộc sống của mình bền vững vững chắc hơn là cuộc sống người này họ không có thể trông nhờ trông cậy ai hết ngoài chính mình hết ừ. ngoài chính mình cả cho nên là cái người này mình thấy ừ. họ sống hơi có sự kiểu như là lạnh lùng và có sự kiểu uh, ừ. hơi uh, vô cảm hoặc kiểu như là kiểu không có cảm xúc ừ mà cái người này họ sẽ cũng không có sự đánh giá cao về tình yêu, tìm kiếm tình yêu mà họ sẽ có sự tìm kiếm sức khỏe nè, tìm kiếm tiền bạc. họ khá là thực tế trong cuộc sống của mình. người này trong tình yêu có nhiều người thích họ nhưng mà cái người này có tiêu chuẩn riêng cho nên là khi họ quen một ai đó họ không cảm nhận được sự quan tâm, sự chu đáo, sự dành cho họ cái cảm giác yêu thương. À, còn tệ hơn khi họ độc thân thì cái người này họ sẽ có sự kết thúc nhanh chóng. đây những bạn nào mà gọi là độc thân thì nói chung là cái người này họ cũng cố họ bận rộn lắm nhưng mà họ cũng cố gắng à, cố gắng là cân bằng giữa công việc và tìm hiểu tình cảm thì có thể người này họ cảm thấy bạn cũng là một người khá là đặc biệt ừ, có thể uh, cũng khó là tìm được một người giống như bạn có thể cũng có cái sự hiểu biết nhau sâu sắc hoặc thông thái có những cái ý tưởng lớn gặp nhau khi nói chuyện với nhau cũng có có sự hòa hợp họ cảm thấy bạn với họ có khả năng là tương đồng về nhiều mặt nên cái người này họ cũng có sự cho bạn cái thời gian để có thể tìm hiểu và cái người này họ muốn tìm kiếm một cái người có khả năng đi lâu dài tiến đến hôn nhân ừ. thì khi mà bạn cho họ cái cảm giác an toàn cái cảm giác mà họ cảm thấy đủ đầy hoặc là có sự ân cần quan tâm và cho họ niềm niềm vui thì có thể cái người này họ cũng sẽ đối xử với bạn à, và hướng đến một cách gọi là gần gũi hơn và có khả năng là muốn đến một cái giai đoạn nghiêm túc hơn kiểu vậy và cái câu chuyện tình cảm này là người này có thể họ sẽ không thể hiện tình cảm nhiều nhưng họ sẽ thể hiện sẽ có một sự quan sát bạn đối xử với họ như thế nào họ cũng sẽ đối xử ngang bằng như vậy và xem các bạn có cái sự gọi là muốn đi lâu dài hay không có bền vững hay không ừ. xem mà có dễ chán hay không yeah. rồi mới tính tiếp câu chuyện à, tình cảm các ừ. bạn nào mà gọi là ngắt cái nó chia tay thì mình thấy có thể là cái người này họ đợi bạn tìm về chứ họ không có tìm về tìm các bạn họ tập trung vào công việc của mình và có thể cũng um, có mỗi sự phân dân của việc đi hay ở nhưng mà họ nghĩ rằng họ là một cái phần thưởng một, một cái món quà và nếu như bạn trân trọng họ thì họ bạn sẽ quay về còn nếu bạn quay lung luôn bạn rời đi luôn thì kệ bạn <laughs> họ cũng sẽ tập trung vào sự nghiệp tương lai của mình ừ mười phần trăm thì vẫn còn muốn kết nối quay trở về và bạn có sự giác ngộ hai người sẽ tiến đến giai đoạn gọi là đi xa hơn hoặc là kết hôn với nhau ừ. ăn thua là các bạn thôi chứ cái người này họ sẽ không có chủ động gì cả ừ. họ luôn ở trong cái mức cân bằng và đối với họ tiền bạc và sự nghiệp là quan trọng nhất và gia đình của họ à. bạn nào yêu nhau thì nói chung cái người này họ yêu các bạn và họ cũng tập trung vào bản thân và cuộc sống nhưng họ luôn muốn bạn có sự quan tâm và đem đến cho nhau cái niềm vui, có sự cân bằng giữa cái sự gần gũi và thấu hiểu nhau. À, họ biết bạn còn có thời gian không gian riêng thì họ cũng cho bạn cái không gian riêng. Và họ muốn cái sự gọi là mối hệ này sẽ tiến đến lâu dài, tiến đến cái giai đoạn bền chắc, tình cảm thấm thiết hoặc tiến đến hôn nhân với nhau. Là người này cũng cố gắng cân bằng và họ có khả năng đôi khi bạn có sự im lặng với họ thì họ cũng rất là muốn biết cái nguyên nhân, cái lý do tại sao bạn im lặng, cái vấn đề của bạn là gì vân vân và khi bạn làm rõ được mọi tất cả mọi thứ mọi việc và không có sự che giấu gì hết thì có thể cái người này họ cũng sẽ uh, vui vẻ và cân bằng cũng như là có sự gọi là cùng với bạn tiến bước trên tình yêu này cũng có sự điều chỉnh bản thân của mình ừ. nếu bạn cứ im lặng hoài bạn không nói ra những cái điều mà họ thực sự đang muốn biết thì cái người này có cái khuynh hướng là cảm thấy hơi bị chơi vơi lạc lỏng mà đôi khi họ cũng có sự gọi là phân dân của việc đi hay ở trong cái câu chuyện tình cảm này đó cho nên mình thấy câu chuyện tình cảm này thăng hoa hay là bế tắc một phần là do các bạn nam này có sự rõ ràng hay không nha. Yeah. bạn nữ này đều đơn giản chỉ cần sự rõ ràng sự thực tế và cho họ cảm giác an toàn cũng như cho họ thấy được bạn có sự gọi là muốn tiến xa có trách nhiệm biết thực hiện lời hứa là được Ở đây trong quá mối tình cảm này như mình nói có một số trường hợp có một mối quan số mối quan hệ sẽ có khả năng kết thúc đột ngột hoặc là người nam có sự rời đi rời đi im lặng. Cho nên là khi mà bạn nào mà chứng kiến hoặc là trải qua cái giai đoạn đó thì đừng có uh, buồn bã gì cả bởi vì có thể người này đã hết duyên với các bạn rồi, đã đến lúc họ phải rời đi um, một cách nhanh chóng và có sự tác động của vũ trụ ở đây. Cho nên là có nhiều mối quan hệ như vậy thì hãy chấp nhận nó bởi vì các bạn uh, đã được giải phóng khỏi cái nghiệp nợ nghiệp chướng đó và um, sẽ thoát khỏi được cái người đó. Cũng như uh, tiến bước trên một cái hành trình mới Có được cái sự thảnh thơi, sự tự do hơn Và nếu như những mối quan hệ đó vẫn tiếp diễn Thì các bạn sẽ vẫn còn khổ à, Có khoảng 30% một số bạn sẽ rơi vào cái trường hợp đó, đó Ở đây có một số bạn có liên quan đến yếu tố cờ đỏ ở đây Cho nên là hãy tìm hiểu kỹ đối phương của mình à, Trước khi gọi là kết nối tình cảm sâu sắc Đặc biệt là có một số bạn có trường gặp phải những người đã có gia đình rồi nha những người mà gọi là đang có gia đình thích bắt cá nhiều tay đó hoặc là đôi khi trong cái mối quan hệ mà bạn cảm thấy có điều gì đó lớn cấn ha mà bạn không giải quyết rõ ràng mà bạn cảm thấy có một sự kiểu như là không có cảm giác an toàn hay gì đó thì các bạn cần phải giải quyết cái vấn đề đó liền để tránh có những cái sự nghi ngờ về sau hoặc là không mất thời gian của mình như vậy wedding ha à, có một số bạn sẽ có khả năng gọi là tiến đến hôn nhân với người mình yêu, ừ. kết thúc cái giai đoạn độc thân. Có khoảng 10% hoặc là có thể một số bạn là ai đó đến với bạn và họ muốn bạn, họ muốn nói với bạn là thằng môn họ muốn tìm một người kết hôn. À, tuy nhiên thì mình phải xem cái 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 tính cách hoặc cái hành động của người đó như thế nào, có nghiêm túc hay không. Bởi có nhiều người đến với mình muốn rồi kết hôn nhưng mà thực sự họ đến để họ chỉ muốn chiếm đoạt thôi, à, hoặc là lợi dụng hoặc làm điều gì, gì đó để khiến cho mình thiệt hại thôi cho nên là từ từ ha, cân nhắc và quan sát cái đối tượng này họ có khả năng khác với bạn về mọi mặt ừ. à, có thể là bạn mong chờ một cái người có đầy đủ tiêu chuẩn 10% phần trăm nhưng họ chỉ đó họ chỉ có thể đáp ứng được 7 70 phần trăm thôi cho nên đôi khi có những cái điều khác biệt giữa hai người ừ. thì có một cái tinh thần cởi mở có thể chấp nhận được gáy Minh nè có thể có một số bạn khá là may mắn gặp được gặp được cái người kết hôn với các bạn ha có một số bạn yêu nhau lâu rồi thì có thể tiến đến hôn nhân hoặc là gặp được một cái đối tượng uh, liên quan trong cái đám tiệc đám cưới người này đến có thể là do các bạn kêu cầu họ đến ha mường tượng cầu nguyện uh, cầu xin ơn trời mang họ đến với các bạn và cái mối quan hệ này cần phải có sự nỗ lực và cái tình yêu xứng đáng uh, một cái tình yêu lớn thì nó xứng đáng để các bạn có thể từng bước từng bước một đi theo cái sự hỗ trợ hướng dẫn để bạn có thể có được một cái tình yêu sẽ tiến đến cái giai đoạn hôn nhân hạnh phúc cho nên đôi khi có một số bạn là cái mối quan hệ nào đó kết thúc bởi vì có thể là người đó không phải dành cho các bạn người đó kết thúc với bạn là bởi vì để nhường chỗ cho cái người mới cái người yêu thương cái người kết hôn với bạn họ bước vào cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó sử nữ song tử, trong ngư, nhân mã, kim ngưu, thiên bình, những cái trong tên chữ y dài, chữ n, chữ o, chữ r, chữ k, chữ s, chữ q, chữ d hoặc Đ, chữ g, chữ c chữ T và chữ E. Rồi mình xin kết thúc các bạn tuần ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.